Good morning, sweetheart. Sao mẹ làm mờ quá công thức á hả? Hả? Mẹ mở đèn lên cái công thức luôn hả? Mẹ kỳ quá, người ta đang ngủ tự nhiên cái mở đèn. Coi cái mặt đuối kìa. Mặt đuối hơi chí chuối nữa kìa. Em đâu? Chú trời, cô ơi, chú ơi, bên này là chơi có bốn em lận. Thôi ngủ nữa đi. Thôi mà cũng 9 giờ thôi, dậy đi, dậy ăn uống chơi bời đi chứ còn ngủ gì nữa. Cái con gái ơi, con gái. Ồ. Gái này ngủ tối tối ngủ cũng kiếm chuyện đâu này chứ giận đâu. Kiếm chuyện dữ lắm luôn á cô chú ơi. Chay giờ ngủ là tối nào mẹ cũng phải trước khi đi ngủ là mẹ chay phải để nguyên một bình sữa. Để nguyên một bình sữa kế bên đầu giường á là tối là chay là cứ vậy là ư cái là đưa bình sữa cái là chay tự động chay gỡ cái nắm vú ra thì đưa cái nắm vú cho mẹ xong rồi chay cầm bình sữa chay uống phải không, đã đời luôn á, tối nào cũng vậy đó. Tối qua con ngủ ngon không hả? Hồi tối hôm qua tự nhiên khóc nè phải không, phải tối hôm qua tự nhiên khóc không, tự nhiên sao tối hôm qua khóc nè hả? Rồi, cái nằm mẹ ôm mới nhớ không, mẹ buồn ngủ gần chết luôn, nhào lên người mẹ con nhớ không, con nhớ tối hôm qua mẹ con nằm với mẹ ôm con không à, hả Giang về cái bấm lỗ tai ghiền lắm, ghiền bấm lỗ tai mấy con này lắm, mới có 4 con rồi cô chú, tối là phải đi kiếm 4 con này cho nó ngủ chứ không phải là không ngủ luôn vậy. Giờ mà kêu giờ mà bọn giờ giờ mà kêu nó ngồi dậy một cái là nó ôm gom hết 4 con vậy mình sao, ôi trời trời móng tay bị đưa mày bị chip rồi hả, ai mượn con trời đất ơi, móng tay mới làm bởi vậy hả, cu ly là sơn móng tay kiểu gì mà vậy là rồi, khách mắng vốn là chết luôn rồi phải không, tay kiểu gì lạ lùng vậy ta. Mốt 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 chay làm móng tay bột không? Chay mốt ra đắp bột không? Đắp bột từ vọng cho một vọng chứ đắp bột hả? Không có bột bính gì đó. Tay cứ cắt ngắn rồi để cho sạch sẽ là được rồi. Nghe chay. Cứ gắn cắt ngắn để sạch sẽ giống mẹ ha. Đừng có sơn móng tay nha. Lâu lâu mình đi đâu thì mình đi sơn ha. Đây thì dậy không dậy đi ăn nha nha, đi đi dậy rồi dậy, em đâu gom gom em hết đi, gom 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 còn làm biếng hả, lúc 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 cởi đi, cởi này ra đi chết trời, vậy giờ này rồi sao mẹ đi làm chay hả, vậy vậy giờ này rồi sao mày đi làm, mẹ quên cái vụ đó nữa, giờ là con đeo cho mẹ tới khi mà mẹ đi luôn đó, để lên đi vậy, hết giờ hết ngày rồi, rồi gom em đi đó, đấy đi gom chưa, bây giờ tôi phải bồng nó nên là tôi bồng 5 con nè đó, đứng lên đứng lên. Đó, giờ có thêm nó nữa là 5 con đó. Gom đi, ai mượn con gom cho cô. Rồi đó. Rồi. Rồi. Oh my god. Đó, nó trời vậy đó. Cô. 5 con. Nó ẩm nó là phải ẩm thêm 5 con nữa. Không có tay mà ẩm. Oh my god. Thích gì đó. Mỗi lần ra khỏi giường nghe cô chú. 5 con. Con chay. Con cồn. Rồi con teddy. Rồi con thỏ. Rồi con raccoon. Đó. Vườn thú bông nè. Giống như đang ôm bông vậy. Giống như nghệ sĩ mà mới hát xong á.
cái này lên ca sĩ tặng cá bông, bây giờ khán giả tặng cá bông gì gom thân tiện lắm á, ai tặng gì là gom hết đó, nghe không? Trời ơi, rồi tới giờ rồi, tới giờ mày phải đi rồi, tới giờ mày phải đi rồi, mày làm nha, mày đi làm nha, cô bé đầu bù tóc rối. Rồi sao giờ em, mấy em này giờ làm sao, giờ làm gì với mấy em này đây? Mày làm nha, nha, ở nhà với cố nha. Không mà không làm tiền đâu mua sữa uống hả? Ôi thương má, I love you sweetheart. Hồi con hồi sáng hồi nãy giờ con chào cô chú chưa, chào cô chú chưa, cô chú đâu chỉ mẹ coi, cô chú là ai đâu, cô chú là ai, là cái camera hả, phải không, phải cô chú là camera đúng rồi. Thôi gỡ này ra đi, sáng sớm ngậm hoài quá. Em đem gì á, bỏ mấy em xuống nha, chứ con để mẹ vòng con mà mẹ vòng thêm bốn em này nữa lặn nặng quá, gãy tay đây đây, đứng lên nó gom nó chu đít nó chổng đít nó vòng cái vòng tay quá đó thiếu thiệt chứ. Bốn bốn giờ có thêm đứa, giờ có thêm con thỏ này lòi ra này. Rồi thôi đi làm nha, I'll see you tonight, ok mẹ làm tới đây mẹ về nha, dạ đi con, dạ đi con, dạ đi, giỏi quá, ôi ở nhà với cố ngoan nha, nha, dạ đi con, dạ đi. Ôi đó bây giờ nó giục em nữa cô chú, bây giờ nó giục em rồi đó, đó đó bây giờ nó giục em con đó rồi đó, rồi giục em xong rồi đó, bồng em ra giường xong rồi giục đó đó xong, giờ làm gì, làm gì, à còn em này nữa, à nữa đi, rồi đó, cuối cùng cũng trung thành với em con thôi, mấy em kia chỉ là người dạng mà gì đó không có rồi vậy cho vui thôi hả, chứ lúc nào chị cũng trung thành với em còn thôi cô chú, đây nè cho cô chú coi em còn của con đi đó, em còn đó còn nè cho cô chú nha, không ạ, không thôi ngại nhả đám vú ra dục mất luôn. Lớn già cái đầu rồi mà còn ngậm đám vú, già đầu chưa, à, cái đầu tóc nhìn thấy mệt mất mệt cái đầu tóc chứ bạn, đúng là em bé đầu buộc tóc rối thì chứ nổi tiếng luôn á, bé đầu buộc tóc rối này là nổi tiếng luôn nè, nổi tiếng tóc lúc nào cũng rối bời. Gì mà nổi tiếng dữ vậy ta, gì mà nổi tiếng dữ vậy ta, chào buổi sáng người đẹp, còn tại sao mặt nhăn kìa, đừng có kiếm chuyện nha, bà cố cho xuống dưới kia đó. Thôi nhả ra đi, dục. Mất luôn mèo kha rồi, mèo đi rồi, mèo đâu con, mèo đâu hả, mèo đâu, trời ơi con mặt kìa, con mặt khó ưa kìa, đâu mặt đâu, bây giờ con ạ mẹ đi, ạ mẹ đi, ạ mẹ đi, khoanh tay lại ạ mẹ, ạ mẹ, con tay lại ạ mẹ đi. Con tay lại ạ mẹ đi. Giỏi, con tên gì? Mấy tuổi rồi? Chu hả? Bữa nay nó chữ chay hết, nó chữ say rồi nè. Cười. Nó nghe nè, mẹ tên gì? Hả? Mẹ tên gì? Con nói nè, mẹ tên Ngọc. Nói đi, nói cho cô chú nghe đi, hồi tối con nói được á, con nói. Con nói mẹ tên gì? Ngọc. Đúng rồi. Nói lại nè, Ngọc. Đúng rồi, thấy chưa cô? Say it again. Ngọc.
Đúng rồi. Ba tên gì? Ba tên gì? À, tên tên ba chắc thôi nè. Trả trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ủa tóc dính gì vậy? Đó thấy chưa, đây nè, tóc hồi tối này chơi dán cái con cái bài bi sát đú 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 đú, giờ cái này bị sát đú 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 dính lên tóc rồi nè. Đó đây nè, bài bi sát đú 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 dính tóc đó. Thả chị đi. Sao vẽ đi, con vẽ đi, con vẽ đi. Vẽ đi. Sao? Con muốn mẹ hả? Mẹ thương. Ờ đây nè, mẹ lấy cho. Rồi, vẽ đi. Đứng gọi đồ đồ, đứng kế bên mẹ để vẽ đó mà. À hết rồi hả? Hết mực rồi. Cái bút này giờ bữa giờ con vẽ hết mực rồi. Để mẹ coi coi. Nè bút này còn nè. Màu 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 đó còn đó. Con vừa vừa vịn tay vừa vẽ, đúng rồi. Giỏi quá. Đẹp không? Đó, cô chú coi chay ăn nè. Chay ăn pizza mà ăn với lại pineapple nè. À gì đó. À thơm hả? Siêu thủ đó. Siêu thủ ăn thơm đó. Đã chưa? Wow, ngon không con? Ngon không? Ngon không? Đó bạn nghe coi. Ngon hả? À. Ăn thơm đi, ăn thơm đi. Bốc thơm ăn đi. Không ăn nữa hả? À? Ủa ăn gì lại vậy? Ăn gì không? Miếng gì xíu à? Ngon không? Ngon à? Ăn thơm đi, bốc thơm ăn đi. Mẹ kêu mẹ mua thêm thơm cho con mà sao con không ăn? Sắp đó, giờ sắp hình vô đó. Tình yêu trong anh cho em nổ. Lão ăn ha, muốn cho cố ăn ha. Quá ngon luôn. Ngon lắm bồ ơi. Bồ, bồ không ăn thơm hả bồ? Gì bà hai? Mắc con đồ rồi hả? Đồ ra ai mua cho cũng nè. Con mua với ai? Không vậy, bà thấy quà mà bà không bận, bà nhất định bữa nào mà bận con nó ra làm sao. Ôi trời, cười dòng mình ra thấy nó ra làm sao? Thấy nó xấu quá. Trời ơi, nói chuyện có duyên quá à. Trời ơi, người đẹp sao nói chuyện có... Người đẹp mà sao nói chuyện có duyên quá vậy? Trời ơi, thương ghê luôn, mà ôm hôn cái vậy sao? Trời ơi, trời ơi, mẹ người... không mua đồ đẹp quá hả con? Người đẹp mà nói chuyện có duyên kiểu đó ai cưới trời. Bởi vì mở giá. Trời ơi. Duyên là người ta bưng đi mất tiêu rồi. Ăn từ từ con, đừng ăn cái đó nhiều quá con. Ăn pineapple kìa. Mua bây giờ bỏ vô cả đống cả mớ nó không ăn kìa. Nó con này nó có bà hồi nó đó. Lúc em thích thì em ăn, ai cũng vậy nha. Nhiều lúc con thích con ăn, còn con không thích con được ăn đâu. Nè cái mâm thử cái này coi. Ngon không? Bà cốt, ngon hả? Ngon. Bà cốt cho ăn cái gì kìa cho kìa, cơm gì kìa? Cơm với nước thịt xàm á. Được không? Mâm thử coi. Phan phan ngay cái đó à, nuốt hết đi. Nha. Mừng thử một chút xíu đi, gút một chút. Đó, đó, thấy chưa, thấy kính chưa. Kính quá. Đó, thấy chưa. Nhả nè, nhả nè. Đúng rồi. Kính quá. Nhai từ từ thôi con, ăn cái đó phải nhai từ từ thôi. Nhẹ nhẹ. Ô, cái này đâu, cái này nhỏ. Con đâu có nuốt liền được. Cắn nhỏ nhỏ. Ăn thơm đó, đúng rồi, ăn thơm vô. Hả? Cho cố ăn được. Gì nữa, nay nay nghỉ phép thơm hả? Sao bữa ăn dữ vậy, nay nghỉ phép rồi. Ngon quá kìa, bánh ngon quá. Không ăn nữa hả? Coi được không? Ăn mày cho coi coi, cố cho ăn miếng cơm đi. À, mâm thử coi, mâm chút xíu thử nè. Thử chút xíu anh, chút xíu anh. Vậy dù vậy bú được 60-70 sữa đó con. Cứ chút xíu rồi đó. Ừ. Mặn chút
mà chỉ được 6-70 chữ mừng chết luôn. Đó, giờ ăn rồi phải không? Gì ngon nữa? Không? Giờ nó biết bà vụ nó khô rồi. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon hả? Con nói dạ ngon. Ừ, giỏi. Con khoanh tay lại con ạ, cô chú cho mẹ đi. Con khoanh tay lại đi con. Con khoanh tay lại. Khoanh tay lại đàng hoàng. Dỗ gì mà nó dỗ dữ vậy trời. Rồi, rồi, rồi. Trời, ăn cho hết, ăn cho nút cho hết sữa trong luôn á. À, gì đó, hết nước trong luôn á. Trời đất ơi, giỏi chưa. Ăn rồi xong đó ăn cơm nè, baby. Yêu trong anh cho em mãi mãi. Baby shark do 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 do, mommy shark do 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 do, daddy shark. À, cô chú thấy chai viền thơm chưa? Ăn đi con, ăn xong cái đó rồi chút bà cố đút cơm cho con cho tối ngủ cho cái bụng no no, chút con ngủ ngon nha. Đây 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 mẹ, không ăn đi mẹ. Thank you. Ngon không? Wow, ngon quá. Rồi xong chưa? Xong rồi phải không? Xong chưa? Rồi bây giờ con ăn thử miếng cơm của bà cố nào bút coi. Con ăn thử miếng cơm bà cố ăn đây con. Ăn thử đi con. Múc ăn đi. Thử múc ăn đi con. Thử múc ăn đi Giang. Cái này con cá gì vậy? Con cá mập. Cá mập. Múc ăn đi con. Không ăn đi. Không ăn à, không ăn à. Không ăn rồi. Chê rồi. Mai nấu cháo cá không nha. Cho nó nước tương rồi bà, cái đó nó có gắt quá không? Cái mùi nó có gắt quá không? Gắt của cải á. Cải chua không? Không. Mà chấm cái nước ấy mà. Nào. Cái nước thịt ram á. Thịt ram nó cũng có nước nè hả? Không. Mà lấy cái cục nước đó, thịt á. À, mà chà chà lên nè. Chứ nó đâu có nước đâu. Giờ cái con này bây giờ đi đưa nó cục sườn nó cũng cắn nữa. Cắn không? Đó. Thăm thử cho nó cục hay cục không ta? Cục thôi, cục thôi. Nó nghe nè, đang ăn mà cái cầm cái con baby shark đó là cái con baby shark đó chút nữa dơ đó. Trời ơi, đút cho baby shark ăn kìa. Can we share? Can we share? Please. Đúng rồi, please. Con nói này Jay, bây giờ con nói chữ này mẹ thương con nè. Pizza. Jay đi, can you say pizza? Jay đi, say pizza. Pizza. Say đi. Pizza. Rồi ở đó thấy chưa? Nó gỡ ăn. Mai mốt mà cô chú nào có mời chay ăn pizza nhớ mua thêm thơm nha. Nhớ đó, cô chú phải nhớ trong đầu đó là muốn mà mời chay ăn pizza là phải mua thêm thơm. Có cái bàn tay nè. Bàn tay giống người lớn không? Trời ơi, con nó ăn kìa. Ngon không con? Ngon không? Đây nè con. Đó, đó, nè. Thấy khăn giấy lau miệng đi con. Lau miệng, lau tay đi con. Lau miệng đi. Đúng rồi, giỏi quá trời luôn á. Quá trời giỏi luôn. Mình ăn xong cái mình phải lau miệng nha con. Có cô chú nào đang thèm pizza, nhìn chay ăn mà thèm pizza không? Mẹ là mẹ có thể nhìn chay ăn là mẹ không thèm rồi đó. Trời ơi, coi kỹ kìa, coi kỹ lưỡng không? Quá sạch luôn, sạch lắm bồ ơi, bỏ xuống đây đi bồ. Bỏ xuống đây đi bồ, đúng rồi. Cái bồ ăn xong dơ cái là bồ tự chui nữa nha bồ. Bồ có ăn không mà bồ đứng bồ di chuyển nhiều quá à. Nuốt từ từ thôi bồ ơi.
Bồ, nói nè bồ, nói pizza. JD, can you say pizza? Say pizza. Nói đi. Bà cố khoái nhảy gì. Khoái nhảy thì cái gì. À bà hai, cái nem á bà hai nó thích ăn nem nướng á. Lấy ra một hai cây đó nướng cho nó ăn cũng có lý lắm. Mà bữa nhớ nó ăn không? Coi lại video thấy nó ăn không á. Biết nhưng mà sợ nó ngán rồi đó. Một cây một cây. Trời ơi con ăn kìa. Ốc mẹ hết mấy đó lấy gì cũng lát tôi ăn đang lát tôi hết cái này đó. Đó không? Ăn này không? Ăn, ăn con. Này không? Ăn không? Không thèm ăn. Trời ơi, cứ ăn không ăn cái đó đưa cho tôi, nãy tôi mới rửa tay rồi đó. Nó không thèm ăn thành ra nó không thèm ngó. Đây cho đây không, bỏ đây nè bà. Đó, bỏ xuống đó. Nè, không bỏ xuống, không ăn bỏ xuống này, đừng đưa mẹ đi. Ở chừng nóng. Nóng không? Không có nóng đâu. Cái này đi con. Thổi đi, thổi đi. Đây nè, thổi cái đó, thổi cái này nè. Thổi đi. Happy birthday to you. Thổi đi con, thổi đi. Happy birthday to you. Happy birthday to Jessica. Hồi xưa. Cái gì vậy? Đó cái gì rồi? Happy birthday. Oh, she got the pizza. Oh. Như vậy. I'm gonna have a piece. Có ba ăn kìa, ba ăn đi ba. Ừ, bà hai muốn ăn nãy giờ mà đương tưởng tượng cái này nhá không được nè. Ừ. Chưa thấy nãy giờ là bà muốn ăn rồi. Vậy hả? Ừ. Bà thích ăn mấy cái này mà bà thích ăn tùm lum á. Ừ. Ăn đi con, ăn cái đó đi con. À, cũng thích ăn hả? À? Hết nóng rồi. Xạo nó. À, em ăn cái này cũng miếng đây. Con gà, đó. Em ăn tối em đói đáng chịu rồi nha. Bà hết xíu quách rồi nha. Bà hai đi từ sáng giờ đúng rồi phải không? Ừ, mệt quá. Con cũng mệt. Con còn trẻ mà con thì mệt nữa chị bà. Bà hai nãy sáng này cũng đi cũng mệt hơn bà hai, chứ bà nói gì bà hai. Thì đó. Bà hai đi nhiều con. Biết mệt hơn bà. Bà cũng mệt thì chết luôn. Con sao đi cái con ngồi xuống cái con đứng luôn, con xây sẵn mặt mày luôn á. Biết xây sẵn mặt mày luôn là cái gì luôn á. Ghê thiệt. Biết. Con coi vậy chứ con yếu đó. Mà con thích ra gió. Tại vì con không có vận động. Tự con đi làm chứ con dùng rồi. Thấy không? Ngồi mấy tiếng. Ngồi mấy tiếng. Thì 8 tiếng, 9 giờ tiếng, 13 tiếng. Xong rồi con đứng dậy cái leo lên đi xe, về nhà. Về cái nằm, về mệt quá nằm. Nằm chừng 5-3 phút cái con ngồi. Con ngồi con bấm được bấm cái gì, bấm cái tối luôn. Mà con ngồi con bấm gì? Con ngồi con làm việc. Ai biết thì bà cứ nói. Baby, what? Petra, did you want me to sign?